Nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 1944, 22 tháng 12 năm 2023, sáng nay, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế tổ chức lễ dâng hương và đặt vòng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ. Tham dự buổi lễ có Bí thư Thành ủy Phan Thiên Đình cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế. Lễ dâng hương và đặt vòng hoa nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam được diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động, bày tỏ niềm thành kính tri ân trước sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ để các thế hệ hôm nay có được cuộc sống thanh bình, no ấm. Sau phục tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo cùng cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đã kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ đang ngã xuống vì nền độc lập dân tộc. Sau buổi lễ, các đại biểu đã đến từng phần mộ thắp hương tri ân các liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế. Đây là hoạt động thể hiện sự thành kính tri ân sâu sắc đến các thế hệ đi trước đã hiến trọn đời mình vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.